Rồi, hello các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bạn Khải Nguyên với việc tìm hiểu các cái hình dạng, các cái cấu tạo trên xe. Rồi, bây giờ Dương sẽ hỏi Khải Nguyên nha. Các cái bánh xe nó khác nhau cái con số nào trên cái bánh xe này? À, bánh xe nó cho biết cái bánh này bánh kia khác nhau cái gì? Con có thể cầm ngay giải thích cho Dương nghe cái con số mà nó khác nhau cái gì? Khác ở cái con số R này. R không? À, giờ cái bánh này là R mấy? R14. À, R14. R14 là cái gì? R14 là nó cỡ cỡ bánh à? Cỡ bánh. À, nó 14 là 14 gì? 14 in. In à? Vậy là in là sao con? In là một phép đo. À, in là một phép đo. Vì ví dụ như là một in là khác gì 1 cm mình? Hai phẩy năm cm. Sao con biết là một inch bằng 2.5 cm? Con lấy con nhớ trên cái thước là nó có 8 inch và 20 cm. À, 8 inch 20 cm, cho nên là con mới làm phép đổi ra là sao? 20 chia 8. À, 20 chia 8 là một inch là bằng 2.5 cm. Rồi, chúng ta thấy là một em lớp 5 biết đổi đơn vị inch ra cm bằng cái thước. À, từ cái thước đó các em làm phép chia là ra được 2.5 cm. Rồi bây giờ bánh này là R14 phải không? Thì cái bánh này với cái bánh xe bên kia nó khác nhau cái gì? Nào, bánh này cái R nó mấy? R15 đúng không? À, R15 là nó cái đường kính của cái mâm này đúng không? Đường kính mâm. Nãy con nói là bằng 15 gì? 15 inch đúng không? Vậy 15 inch vậy nếu là 2.5 thì con đổi này ra bao nhiêu? Ừ. Đúng rồi, từ 15 inch con đổi ra cm là bao nhiêu? Chúng ta xem em tự nhẩm nè. Cái ai đó bấm máy tính nha. 15 nhân cho 2.5. Ba là bằng 37.5. 37.5. Đó là một học sinh lớp 5 tính là tính nhẩm là 37.5. 15 nhân cho 2.5 là 37.5. Rồi. Rồi, cảm ơn Nguyên. Chúng ta thấy rằng là ở một học sinh lớp 5 có khả năng tính toán và quy đổi, thay vì nhớ một inch là 2.5 thì em có thể tìm cách để nhớ ra là một cái thước 20 cm và 8 inch thì cho kết quả là một inch là 2.5 cm. Rồi.